Xin chào quý anh chị và các bạn, em Nguyên đây. Thì hôm nay muốn giới thiệu cho anh chị một khu nhà mới được xây bởi một cái builder cũng thuộc có tiếng hàng đầu nước Mỹ của anh chị, builder Toll Brothers. Thì nhắc tới Toll Brothers cũng giống như ở Việt Nam người ta nhắc tới Vinhome, những anh chị xây nhà xây đồ tốt, đồ xịn, khu đẹp, khu sang, thì builder Toll Brothers này cũng vậy anh chị. Thì builder Toll Brothers này đang xây 100 căn nhà ở thành phố Placentia. Thành phố này nó cũng thuộc quận Cam luôn á. Ừ nha anh chị, nhưng mà chắc ít anh chị em Việt Nam mình nào để ý đến, tại vì nó hơi xa khu Việt Nam. Từ thành phố này mà ra khu Việt Nam mà từ 25 đến 30 phút lái xe. Thì nó cái builder này đang xây 100 căn nhà, người ta chưa xây xong nha anh chị. Nếu anh chị thích những căn nhà này, anh chị chỉ có thể đặt cọc trước 10% và tới tháng 8, tháng 9 năm sau anh chị mới được nhận nhà. Nhưng mà em thấy đây là một cái khu mà nó, thành phố tốt, là khu đẹp, và nếu anh chị mua để đầu tư hay mua để ở gì đều em thấy đều rất là tốt, tại vì em nghĩ rằng căn nhà này nếu anh chị mua bây giờ năm sau cái giá trị nó sẽ lên. Tại vì em để ý là rất nhiều người Tàu, người Trung Quốc, người Đài Loan người ta qua đây, người ta khu này người ta mua nhà để người ta ở và người ta đầu tư anh chị. Khu này mới ra có 100 chưa bất biệt trên thị trường luôn nha anh chị, mà em đã thấy là người Tàu, người Trung Quốc, Đài Loan người ta mua có 100 căn mà người ta đã mua hết 14-15 căn rồi. Mặc dù là cái khu này nó chưa có gọi là chưa có marketing nhiều, chưa advertise nhiều, mà em thấy rất là nhiều người ta đã show interest rồi. Thì cái giá khởi điểm của khu này, cái căn rẻ nhất bây giờ là 1.481.000 cho một căn nhà 1859, nó xây 4 căn. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị cái căn rẻ nhất trong khu này là 1.481.000. Rồi, không để anh chị chờ lâu, em mời anh chị xem nhà. Em nghĩ căn nhà này rất đẹp anh chị. Rồi, đây là căn nhà mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu anh chị trong video này. Thì trong khu này người builder người ta xây 4 loại nhà. Thì đây là căn nhà có giá rẻ nhất cũng như là diện tích nhỏ nhất trong khu này. Diện tích nhà của căn nhà này là 1859 square feet. Diện tích đất thì tùy vào căn nhà anh chị, vị trí của căn nhà anh chị chọn nó dao động từ 5.000 đến 7.000 square feet. Thì căn nhà này có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Cái giá mà người builder đưa ra cho cái căn nhà này là 1.481.000. Thì anh chị thấy đây, bước vô nhà cái ấn tượng đầu tiên thứ nhất của em là open concept, nhà mới là phải open concept. Thứ hai là cái ceiling cao, anh chị nhìn cái ceiling 20 square feet này nhìn rất là đẹp, nhìn rất là, và cái nhà bước vô một cái là nó rất là thoáng và có nhiều cửa sổ. Đây là một căn nhà mẫu đó anh chị, nhưng mà thì nó sẽ nhà mẫu nào nó cũng sẽ nó đẹp hơn ở cái căn nhà hoàn thiện mà builder nó xây cho, giao cho anh chị. Nhưng mà người builder này người ta nói với em á, cái giá 1.481.000 đã bao gồm thêm 200.000 đô builder upgrade cho anh chị. Nghĩa anh chị có tới 200.000 đô để anh chị có thể option, anh chị chọn những cái thứ mà builder nó đưa cho anh chị. Thì anh chị có 200.000 đô để anh chị upgrade căn nhà này. Và người builder này người ta cũng nói với em rằng là những cái độ applicant xịn như thế này nè anh chị, là nó đã đi chung với căn nhà luôn rồi. Nghĩa là anh chị thấy những cái applicant này, rồi cái tủ lạnh built-in này, nó sẽ đi chung với căn nhà. Nội cái dàn tủ lạnh, dàn hút khói, oven, máy rửa chén này, em nói thiệt nó trị giá cũng từ 10 đến 15.000 đô đó anh chị, với kinh nghiệm của em. Và anh chị thấy không, không gian phòng khách, phòng bếp nó cũng không quá lớn đâu nha anh chị, nó nhỏ thôi, nó vừa đủ size thôi, nhưng mà em nhìn nó rất là thoáng, nhìn nó rất là rộng anh chị. Tại nhà này thực ra nó có 1859 square feet anh chị. Và một trong những cái ưu điểm thứ hai mà em thấy được từ cái căn nhà này, đó chính là căn nhà này nó có bắc gia anh chị. Nếu anh chị mua nhà mới ở khu Fountain Valley, diện tích đất nó chỉ từ 4.000-5.000, đằng sau gần như không còn miếng đất nào hết. Đằng này anh chị ha, đằng sau nó còn ráng nó xây một cái hồ bơi này, thì nó sao không đi dính kèm với căn nhà đâu nha anh chị. Này là chỉ là nhà mẫu nó mới có thôi. Nhưng mà anh chị nhìn cái không gian bắc gia này nè. Nghĩa là căn nhà nào nó cũng có một cái bắc gia nó rộng rãi như vậy. Tại vì cái nhà này, nhà mẫu nhà này nó cái diện tích đất của nó là từ 5.000 đến 7.000 square feet luôn anh chị. Anh chị nhìn cái dàn barbecue, thì cái dàn barbecue này thì nó sao không đi chung với căn nhà đâu anh chị. Nhưng mà anh chị nhìn cái diện tích đất đằng sau mà anh chị, rất là rộng rãi thoải mái. Có những căn nhà trong khu này người builder nói em, nếu anh chị chọn những căn nhà, có những căn nhà cái diện tích đất nó có thể up to 8.000 square feet luôn nha anh chị. Giống như những căn nhà vì thế khu đề sắt anh chị, thì diện tích đất nó sẽ to hơn. Đó là cái mà em muốn nói anh chị. Và anh chị coi nè, nhà nó rất là rộng, đồ thì toàn xài đồ tốt. Người builder nói ở dưới thì nó sẽ gót vinyl, bếp thì nó sẽ xài gạch, và trên nào thì xài vinyl toàn bộ căn nhà luôn. Đó, đây là double car garage. Đó, cái garage double car garage.
chị. Thì ở tầng dưới, ở first floor tầng dưới anh chị, thì chỉ có một phòng ngủ, một phòng tắm, người ta gọi là phòng đó phòng cho guest room. Thì giờ anh chị em vô em quay cái căn một phòng ngủ một phòng tắm cho anh chị. Thì cái phòng này thì em nói là cái size nó cũng là standard size thôi anh chị. Mình coi những căn nhà mới, những căn nhà mẫu này để mình có idea mình về mình remodel nhà anh chị. Anh chị thấy không? Người ta phối mà người ta trang trí rất là đẹp. Còn anh chị qua nhìn cái nhà tắm này nè, nhìn cái nhà tắm này là thích liền. Nó cũng có những cái đồ người ta dùng ở đây nó cũng không phải là đồ vào high end rồi đó, nhưng mà nó cũng hơn standard anh chị, nhưng mà nhờ người ta biết cách phối màng, người ta biết sử dụng đồ nên anh chị thấy nhìn nó rất là sang trọng, nó nổi lên, nó làm nổi lên cái giá trị của cái món đồ đó. Là điều mà mình em mà một người hay đi sửa nhà hay đi fix nhà thì em rất là thích đi coi những căn nhà mới như thế này để mình có thể học hỏi được cái cách người ta sửa nhà, người ta xây nhà theo cái gu hiện đại như bây giờ. Những cái nhà này em nói thiệt là toàn là những cái builder này em thấy thiệt anh chị, người ta toàn là mời những cái người design mà có tiếng, người ta tới người ta interior designer căn nhà này không anh chị, thì nó mới có ra cái căn nhà mẫu này. Thì nếu anh chị muốn mua cái căn nhà mẫu này thì nó cũng bán thôi anh chị, nhưng mà anh chị phải đợi nó bán hết 100 căn nhà khu này nó mới bán căn nhà mẫu này. Và nếu anh thấy căn nhà mẫu này ít nhất nó cũng phải bán là 200, giống như căn nhà này 1.481.000 nó sẽ bán là 1.581.000 tới 1.681.000 cho cái căn nhà mẫu này đó anh chị đó. Và nó mắc hơn 100-200.000 so với những căn nhà builder. Nó đây là phòng đầu tiên. Gọn đây phòng thứ hai, trên đầu thì ba phòng ngủ hai phòng tắm nha anh chị, ở dưới thì một ngủ một tắm, trên đầu là ba ngủ hai tắm, có phòng giặt sấy ở đây nha anh chị. Nhìn phối màu nó rất là natural và nhìn nó rất là hiện đại nha anh chị đó. Bên trong em thấy nó cũng ốp vinyl, nhà thì người builder này nói với em chị cái trần cao này anh chị, nếu anh chị không có muốn cái trần cao, anh chị có thể build ra một cái group, nó gọi cái ướp, thì anh chị có builder nó cho anh chị cái option để anh chị build, thì cái nhà anh chị thay vì 1.859 square feet có thể thành 2.000 square feet luôn nha anh chị. Đây cái phòng tắm thứ hai, phòng tắm đầu tiên ở dưới nào, đây là phòng tắm thứ hai, vậy không? Nhìn phối màu rất là neutral, rất là sang trọng nha anh chị. Này là toàn những cái người đi thiết interior designer, người ta vô người ta thiết kế căn nhà này không chị? Anh chị rồi mời anh chị qua coi. Em quay thiếu một cái phòng ngủ rồi, nhưng mà thôi giờ anh chị cái phòng đẹp nhất là cái phòng master bedroom này anh chị. Nó trần cao, anh chị thấy không, người ta thiết kế mấy thanh gỗ nhìn rất là, và có rất là nhiều cửa sổ để đón ánh nắng mặt trời vô. Đây là hai căn nhà anh chị thấy đó, hai căn nhà còn lại. Thì mặc dù nó có bốn loại nhà trong khu này nhưng mà nó chỉ xây ba căn nhà mẫu thôi anh chị. Đó, đây là cái phòng tắm cho cái master bedroom này anh chị. Đó, double sink, rồi có cái bồn tắm riêng, có bồn tắm đứng riêng và có một cái chỗ làm toilet riêng của anh chị. Thật ra ở trên đây là có tới 3 phòng ngủ nha anh chị, nhưng mà thật ra em quay thiếu đó, em chỉ có quay có một cái phòng ngủ và cái master bedroom này thôi. Em sorry anh chị, nhưng mà anh chị nhìn cái walk-in closet này nè. Cái nguyên cái dàn built-in walk-in closet này thì nó sẽ không đi chung với căn nhà đâu nha anh chị. Nếu anh chị muốn thì anh chị phải kêu người qua làm. Chứ cái này là tại vì nhà mẫu nên người ta làm để cho người ta làm cho mình thấy nhà đẹp, người ta muốn mua nhà thêm. Nhưng mà em nói thì cái đây là một căn nhà rất là đáng để đầu tư nha anh chị.